Hey Siri, turn on dark mode. Dark mode, mẹ mày. Xong rồi. Ok. Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Game TV. Cái gì? iOS 15 á? Tôi chả thấy có số 15 nào ở đây cả, tôi chỉ thấy số 40 thôi. Rồi, quay trở lại vấn đề chính. Đây, trên tay mình đang là chiếc iPhone 12 Pro Max với phiên bản iOS 15. Và không làm mất thời gian của anh em nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem iOS 15 có tính năng gì mới nhé. Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Vâng, và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì nếu như anh em đang quan tâm tới chiếc iPhone 12 Pro Max thì bây giờ anh em đã có thể lên đời chiếc máy này chính hãng với mức giá giảm lên đến 4 triệu đồng. Và đường link thì mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới để cho anh em có thể tham khảo thêm nhé. Tất cả những gì anh em cần biết về giá bán, khuyến mại, tất cả các thứ đều có ở đường link bên dưới, anh em chỉ cần bấm vào thôi. Trước khi chúng ta đi vào những cái tính năng mới thì mình chỉ muốn thông báo với anh em rằng hiện tại thì đối với lại phiên bản iOS 15, những thiết bị nào sẽ được update lên. Một tin cực kỳ sốc mà mình không thể nào mà mình có thể lường trước được, đó chính là iOS 15 vẫn sẽ update cho các phiên bản iPhone 6S và iPhone 6S Plus. Anh em có tin được không ạ? Vậy thì tính cả năm nay, tính cả phiên bản iOS 15 thì iPhone 6S và 6S Plus nó được update lên tới 6 năm, một con số có thể gọi rằng là điên rồ, không thể tin nổi. Vâng, xin chúc mừng các anh em nào đang sử dụng iPhone 6S và iPhone 6S Plus. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với iOS 15 để xem là nó có những tính năng gì mới nhé. Thế thì đối với lại cái phiên bản iOS 15 ấy thì anh em có thể cài đặt vô cùng dễ dàng. Anh em lên beta profile, sau đó anh em tải cho mình cấu hình về và sau đó thì update lên. Thế là xong. Nói chung là nó easy lắm, anh em không cần phải mất quá nhiều công sức đâu. Và sau khi mà chúng ta update lên cái phiên bản iOS 15 ấy, thì anh em có thể nhìn thấy rằng là nó không có quá nhiều khác biệt so với lại phiên bản iOS 14. Chúng ta vẫn có widget này, chúng ta vẫn có app library này, tất cả những cái mà nó iconic nhất, những cái mà nó độc đáo nhất ở trên iOS 14 nó vẫn có. Tuy nhiên nếu như chúng ta đi vào sâu hơn ấy, thì anh em sẽ thấy rằng có một vài những thay đổi phần giao diện. Đầu tiên là về cái phần cài đặt nhé. Đó, thì cái phần cài đặt anh em cũng thấy rằng là cái phiên bản iOS 15 ấy, nó sẽ hẹp hơn so với lại cái phiên bản iOS 14. Và cái thứ hai nữa, đây anh em có thấy này, cái phông chữ các thứ này là nó sẽ bé hơn này. Và khi mà anh em vào cái phần hình nền ấy là chúng ta sẽ có một cái hình nền mới. Đây, cái hình nền mới của nó sẽ là cái hình nền này. Đó, nhìn cũng đẹp đấy chứ. Đấy, cũng khá là màu sắc. Thiết lập luôn, đặt cả hai. Ok, và chúng ta đã có một hình nền mới của phiên bản iOS 15. Khi chúng ta đi vào sâu hơn thì anh em sẽ thấy rằng là cái phần thông báo của cái phiên bản iOS 15 ấy, nó cũng sẽ được làm lại. Đối với lại phiên bản iOS 14 ấy, thì thông báo của anh em nó sẽ như thế này. Đây, nó sẽ như này. Còn đối với lại phiên bản iOS 15 ấy, thì là nó sẽ rút gọn. Nó sẽ sắp xếp lại để cho nó gọn gàng hơn. Rồi, bên cạnh một vài những cái thay đổi về giao diện đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái thay đổi về cái phần ứng dụng bên trong. Ví dụ là thời tiết chẳng hạn thì anh em có thể thấy rằng là cái thời tiết của chúng ta, cái app nó cũng sẽ có một cái giao diện mới. Và cái giao diện này, ui dồi ôi, mà nó đẹp vãi nồi anh em ạ. Trời ơi, nhìn này, những cái hình này. Cái giao diện này mình phải công nhận với anh em là nó rất là đẹp. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có thêm cả bản đồ cũng mới luôn. Cái giao diện bản đồ này nó cũng sẽ mới luôn. Thì nếu như mà anh em nào mà ở bên Mỹ ấy, thì cái bản đồ này nó còn theo cái dạng gọi là 3D cơ, nhìn nó đẹp dã man con ngàn. Và bên cạnh đó thì ở với cả phiên bản iOS 15 này thì Siri khi mà nó nhận lệnh của ta nó cũng sẽ nhanh hơn nữa. Bây giờ thì mình sẽ demo thử cho anh em xem nhé. Turn off dark mode. Wake me up at 7 a.m. Turn off o'clock. Thêm một cái tính năng nữa mình thấy rằng cũng rất là hay ho ở phiên bản iOS 15 ấy, đó chính là về cái tính năng ở trong phần máy ảnh. Bây giờ nhá, anh em có thể là chuyển tất cả những cái text, những cái chữ ở trong cái bức ảnh của anh em thành dạng văn bản luôn. Đây, mình sẽ demo luôn cho anh em xem. Đầu tiên anh em sẽ vào cái phần camera nhá. Và anh em chỉ cần dí một bất kỳ một cái vật dụng nào. Ví dụ đây mình có quyển tạp chí này. Đó. Và ở phía bên cạnh phải anh em sẽ thấy rằng chúng ta sẽ xuất hiện một cái biểu tượng là text. Và nó sẽ chọn cho anh em một cái đoạn văn bản. Và tất cả gì anh em cần làm chỉ là chọn tất cả, sau đó là sao chép. Đó, và anh em có thể copy vào nốt vô cùng dễ dàng. Paste vào. Đó, thế là xong. Đơn giản chưa? Tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái tính năng này nó sẽ chỉ hoạt động thật sự là tốt đối với lại cái phông chữ, đối với lại cái ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Còn đối với lại tiếng Việt thì có thể là đây là do cái phiên bản này nó chưa hỗ trợ. Thành ra là khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt nhá. Đây anh em xem thử này.
đó, tiếng Việt này, thì nó sẽ dịch theo cách gọi là nó hơi ngu ngốc một chút. Đây, copy, sao chép. Thì cái phông chữ các thứ là nó bị lộn tùm lum luôn anh em ạ. Paste. Đó, anh em thấy không? Thì là cái chữ tiếng Việt của chúng ta nó sẽ bị lỗi tùm lum luôn. Thế nên là mình nghĩ rằng trong những cái phiên bản cập nhật sắp tới, iOS 15.1 chẳng hạn, thì là Apple họ sẽ sửa cái này, mong là như vậy. Thế đối với lại cái tính năng mà quét được cái văn bản ấy, thì nó không chỉ hỗ trợ cho chữ đâu nhá, mà nó còn hỗ trợ cho cả số điện thoại nữa. Ví dụ như là khi mà mình quét một cái số điện thoại ở đây, anh em có thể thấy. Đó, thì là nó cũng sẽ phát hiện ra luôn. Đó, anh em thấy chưa? Và sau đó thì anh em có thể bấm vào đây. Đó. Và anh em có thể lựa chọn là gọi hay là gửi tin nhắn hay là FaceTime được luôn. Đây sẽ là một cái tính năng rất hữu ích nếu như mà giả sử anh em bị lạc đường chẳng hạn, và anh em cần phải có một cái cuộc gọi khẩn cấp. Đấy, anh em có thể chụp lại, sau đó thì chọn nhanh, ngay lập tức gọi điện luôn. Thêm một cái thay đổi nữa ở cái phiên bản iOS 15 ấy, đó chính là ở trong cái phần dịch thuật. Bình thường đối với lại cái app này không biết là anh em có dùng nhiều không, thế nhưng mình nghĩ rằng đây là một cái app nó rất là hữu ích. Và với cái app này bây giờ anh em đã có thể dịch song song luôn, có nghĩa là anh em có thể nói chuyện với lại người nước ngoài một cách song song luôn. Ví dụ như này nhá, khi mà anh em vào cái phần app dịch thuật này, anh em vào cho mình một cái phần nữa đó chính là cuộc hội thoại. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn, một là anh em có thể là nói chuyện và anh em đưa cho người ta cái điện thoại của anh em, ví dụ nhá, good morning. Đó. Hoặc là nếu như mà anh em nào mà muốn nói chuyện một cách trực diện hơn, anh em nói được này và người ta nhìn thấy được còn lại, thì anh em có thể có được một cái tính năng mới, đó chính là trực diện. Đấy, bấm vào đây, good morning. Đó, thì tất cả những cái gì mà anh em nói ở đây, người đối diện của anh em sẽ nhìn thấy luôn. Rất là hay, đúng không ạ? Thêm một cái tính năng nữa ở trên Safari ấy mà mình muốn chia sẻ với anh em, đó chính là bây giờ khi mà anh em vào cái app Safari, thì tất cả những gì anh em cần làm, nếu như mà anh em nào mà có quá nhiều tab, anh em mở quá nhiều những cái công việc của anh em, thì bây giờ nếu như mà anh em muốn chuyển qua chuyển lại giữa các tab ấy, thì anh em không cần phải bấm vào đây nữa, mà tất cả những gì anh em cần làm chỉ đơn giản là vuốt qua vuốt lại như thế này mà thôi. Nó rất là nhanh và nó giống như là cái thao tác đa nhiệm anh em sử dụng ở trên iPhone thôi. Đấy, chỉ đơn giản như này thôi, và tất cả những gì anh cần làm là vuốt qua vuốt lại như thế này, thế là xong. Thêm một cái tính năng nữa mà Apple họ cũng đã rất là tập trung trong cái iOS 15 này, thì nếu như mà anh em xem khoảng tầm 30 phút đầu ấy, thì anh em sẽ thấy rằng là Apple họ có nói rằng phiên bản iOS 15 nó là phiên bản của chia sẻ, của sharing ấy. Thì về cơ bản là ở phiên bản này, đối với lại những cái tính năng như là ở trên Messenger này hay là ở FaceTime này, chúng ta sẽ có khả năng gọi là chia sẻ cho người khác. Ví dụ như là khi chúng ta muốn xem phim chung chẳng hạn. Về cơ bản thì với tính năng này, anh em xem cái gì thì người gọi điện cho anh em cũng sẽ xem được cái đó. Tuy nhiên thì có vẻ cái tính năng này nó hơi mới thì phải. Thành ra là khi mà mình sử dụng, mình gọi điện cho bạn bè cũng như là gọi điện cho anh em, thì là nó bị lag anh em ạ, mình không dùng được. Thế nên là mình sẽ hẹn anh em là sử dụng cái tính năng này vào một hôm khác, được không ạ? Rồi, thế đó là một vài những cái thay đổi về giao diện cũng như là về những cái tính năng mới ở trên phiên bản iOS 15. Tuy nhiên thì với phiên bản này mình vẫn thấy có đôi chút thất vọng, đó chính là bởi vì nó vẫn chưa có những cái tính năng mà mình mong chờ, ví dụ như là những cái emoji mới này, hay là những cái như kiểu là chia đôi màn hình này, vân vân và vân, để chúng ta có thể đa nhiệm tốt hơn. Vậy còn anh em thì sao? Cái tính năng nào mà khiến cho anh em cảm thấy hứng thú nhất, thú vị nhất ở trên phiên bản iOS 15 thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Vâng, và như vậy đó là về phiên bản iOS 15. Thế nhưng anh em đừng vội tắt video, đừng vội dừng lại, bởi vì chúng ta vẫn còn đó một phiên bản nữa, đó chính là iPadOS. Và tất nhiên với iPadOS chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều thay đổi, và ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Vậy thì sang video bên này